Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Gần 30 tấn vải thiều Bắc Giang đã được tiêu thụ thông qua nền tảng công nghệ ví điện tử chỉ sau 2 ngày khai trương. Những chuyển biến tích cực về giao thông sau một tháng tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ. Nguy hiểm rình rập từ những đường dây điện tạm bợ ngoài cánh đồng. Tình trạng sạt lở bờ đê kè với tốc độ nhanh chóng tại một số đoạn tuyến sông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, được sự hưởng ứng tích cực của người dân thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 2 ngày đầu tiên triển khai chương trình ủng hộ nông sản Việt thông qua nền tảng công nghệ ví điện tử đã bán được gần 30 tấn vải thiều Bắc Giang. Đây đồng thời là sự kiện hướng người tiêu dùng tới một xã hội thông minh không dùng tiền mặt. Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang và gạo ST là hai sản phẩm đầu tiên được lên sàn chương trình ủng hộ nông sản Việt với sự hợp tác giữa Sài Gòn Co-op và ví điện tử Momo. Đây được xem là một cách làm mới mẻ, vừa giúp kích cầu tiêu thụ nông sản Việt, vừa hướng người tiêu dùng đến việc không sử dụng tiền mặt. Chỉ trong 2 ngày đầu tiên, chương trình đã bán gần 30 tấn vải, đạt 30% mục tiêu đặt ra. Người dân thành phố Hồ Chí Minh đã hưởng ứng khá tích cực đối với việc giao dịch mua bán hàng hóa nhu yếu phẩm thông qua nền tảng công nghệ. Không cần phải đi lại bất tiện, chỉ cần bấm điện thoại là có thể dễ dàng được thưởng thức nhiều đặc sản của các vùng miền, vừa đảm bảo chất lượng, vừa tiện lợi. Các sản phẩm trong chương trình đều được lấy trực tiếp từ các nhà vườn, được kiểm định chặt chẽ, đóng gói và vận chuyển qua hệ thống các siêu thị. Cách làm mới mẻ này đã góp phần tích cực vào kích cầu tiêu dùng nội địa, nhất là đối với các loại trái cây đặc sản như vải, đã vào chính vụ mà đầu ra gặp khó. Trong khi ngành chăn nuôi phải đối mặt với nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, thì việc áp dụng công nghệ trong nuôi thả thủy sản đã và đang tạo ra sản phẩm an toàn, được thị trường ưa chuộng, tăng năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế, ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Nhiều năm nay, anh Lưu Đình Vang, thôn Tân An, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử, đã chuyển 1 hecta diện tích ruộng trũng cấy lúa kém năng suất sang nuôi thả thủy sản. Tuy nhiên, do canh tác theo phương pháp truyền thống nên sản lượng năng suất không cao. Từ năm 2017, được sự hướng dẫn của Chi cục Thủy sản tỉnh, anh Vang đã đầu tư hệ thống giàn sủi, xây dựng ao, 3 bể nuôi để áp dụng công nghệ nuôi cá sông trong ao nước tĩnh, chủ yếu là các giống cá chấm, chép. Khi áp dụng mô hình, cá được ăn thức ăn đã được kiểm định, liên tục vận động dưới dòng chảy của nước nên nhanh lớn, năng suất đạt cao gấp từ 2 đến 3 lần so với trước kia. Trung bình một năm, gia đình thu trên 20 tấn cá giống và 50 tấn cá thương phẩm. Nuôi theo cái công nghệ sông trong ao nó hiệu quả rất là nhiều lần. Theo như xu hướng thị trường bây giờ là đi theo cái việt gáp. Thế mà cá như bây giờ chúng tôi, như hợp tác xã chúng tôi bây giờ là cá thịt là không đủ để cung cấp. Cá dưới ao tôi là toàn bộ đã là được đặt hết rồi. Nuôi thả cá truyền thống, tỷ lệ rủi ro cao do nguồn nước, do lượng thức ăn không cân đối dẫn đến cá hay mắc bệnh nấm thủy mi, nổi đầu, trùng mỏ neo nên hiệu quả kinh tế thấp. Sau khi đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, gia đình anh Hoàng Quang Tuấn, thôn 1, xã Đại Hương, huyện Khoái Châu cũng đã chuyển trọng tâm sang nuôi thả cá việt gáp. Anh Tuấn tự sản xuất cá giống, lựa chọn thức ăn an toàn, nuôi độc canh con cá để giữ môi trường ao nuôi luôn sạch sẽ. Nhờ đó, chất lượng, sản lượng cá được tăng lên. Trung bình một năm, với 2 mẫu ao đã cho gia đình thu 20 tấn cá thương phẩm, gấp từ 4 đến 5 lần trước kia. Để khuyến khích các hộ dân mở rộng diện tích nuôi thả thủy sản, Chi cục Thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đang triển khai 3 dự án áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, như dự án phát triển công nghệ nuôi cá sông trong ao nước tĩnh triển khai trên địa bàn 4 huyện, thị xã, thành phố gồm Mỹ Hào, Yên Mỹ, Yên Lữ và thành phố Hưng Yên với số lượng là 12 sông, dự án phát triển nuôi cá lồng trên sông tỉnh Hưng Yên và dự án phát triển thủy sản trong ao bán nổi đã và đang đem lại hiệu quả cao. Nuôi cá sông trong ao thì ta được kiểm soát chính cái dịch bệnh và chính cái chất lượng sản phẩm đó mà nó giảm về cái chi phí thức ăn ấy, thì nó mới để lên là cái phần thu nhập lãi cho người nông dân rất là tốt. Cũng là hệ số thức ăn như vậy mà được cái môi trường, cái oxy rất là giàu, cho nên chính vì cái tốc độ sinh trưởng của cá rất là tốt. Hai nữa là đã ở môi trường giàu oxy thì không bị bệnh và nó cũng giảm về cái phần chi phí so với giữa nuôi cá ở trong ao nuôi thâm canh và cá nuôi trong sông thì nó sẽ được lợi nhuận gấp từ 2 đến 3 lần. Ứng dụng công nghệ trong nuôi thả thủy sản được đánh giá là hướng đi mới đã và đang góp phần thay đổi tư duy của người nông dân trên địa bàn tỉnh.
hướng tới sản xuất tiên tiến, nâng cao hiệu quả kinh tế và đặc biệt là tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp ra thị trường. Từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông. Trong chưa đầy một tháng tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý gần 358.000 phương tiện vi phạm giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 23.000 trường hợp và phạt tiền 287 tỷ đồng. Cũng từ khi triển khai tổng kiểm soát phương tiện đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã phát hiện lập biên bản xử lý 18.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 234 lái xe dương tính với ma túy, 64.700 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm. Ngoài ra, đơn vị này cũng xử lý hàng nghìn vụ vi phạm về tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu và chở quá khổ quá tải. Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông sau thời gian giãn cách xã hội. Đây chính là những kết quả thiết thực từ đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông trong một tháng vừa qua. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số tỉnh. Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Trị. Hàng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí các tổ công tác đảm bảo khép kín địa bàn, đồng thời có phương án tăng cường lực lượng từ các đội nghiệp vụ khác nhau tổng kiểm soát phương tiện. Bên cạnh hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị đã tập trung vào xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Từ ngày 15 tháng 5 đến nay, đơn vị này đã tiến hành hơn 530 ca tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý trên 1.490 trường hợp vi phạm. Vi phạm chủ yếu nổi lên vẫn là các phương tiện chạy quá tốc độ quy định, và nếu về xử lý mô tô thì là có là nổi lên là vi phạm về quy định về nồng độ cồn trong hơi thở. Thì sau khi mà được hết thời gian cách ly thì phương tiện đã tăng trở lại, tuy nhiên là về tình hình trật tự an toàn giao thông là vẫn đảm bảo thông suốt an toàn, và tai nạn giao thông thì trên các kỳ tuyến đã được kiềm chế giảm so với những kỳ thời gian trước. Tại tỉnh Thanh Hóa, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát trên 7.700 phương tiện giao thông trong đợt cao điểm, qua đó phát hiện và xử lý trên 11.630 phương tiện vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là tình trạng sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, không đội mũ bảo hiểm và dừng đỗ sai quy định. Qua tuần tra kiểm soát trong thời gian một tháng thực hiện cao điểm thì cơ bản ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đã được nâng lên rõ rệt. Và trên địa bàn toàn tỉnh thì tình hình về trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định. Tuy nhiên, qua quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm thì vẫn nổi lên một số cái vi phạm mà chúng tôi thấy là cần phải tập trung, vì đây là những cái vi phạm là nguyên nhân chính để xảy ra tai nạn giao thông. Khi mà mình có kế hoạch tổng kiểm soát ấy, thì những người tham gia giao thông người ta cũng ý thức được việc này. Từ cái việc là đi đường nó cũng phải chỉ cẩn thận hơn, nó chỉnh chu hơn, thì đó cũng là cái nguyên nhân để dẫn giảm tai nạn. Sau gần một tháng thực hiện cái tổng kiểm soát thì cái tình hình trật tự an toàn giao thông có thể nói rằng là chuyển biến cơ bản. Chúng ta đánh giá bằng cái vấn đề theo dõi cái số liệu về tai nạn giao thông là rõ nhất. Thì tai nạn giao thông là giảm cả 3 tiêu chí. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong vòng một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý 357.975 phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe của 23.979 trường hợp, tạm giữ 55.111 phương tiện các loại, phạt tiền hơn 287 tỷ đồng, trong đó xử lý gần 20.000 trường hợp có nồng độ cồn và 234 lái xe dương tính với ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông. Tai nạn giao thông giảm, ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên, đó là những kết quả mang lại sau một tháng cao điểm thực hiện tổng kiểm tra kiểm soát phương tiện. Sau khi Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra cảnh báo ô nhiễm môi trường không khí đang có xu hướng xấu về đêm do người dân đốt rơm rạ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ngay lập tức quyết định lập tổ công tác để kiểm tra, xử lý. Theo đó, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6, tổ công tác liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì sẽ đi kiểm tra khoảng 20 huyện thị xã để nắm tình hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Việc kiểm tra này nhằm có giải pháp xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện hạn chế đốt rơm rạ, cải thiện chất lượng không khí thành phố. Trước đó, Tổng cục Môi trường đã đưa ra cảnh báo tại khu vực nông thôn miền Bắc, nhất là Hà Nội, sau một ngày phơi nắng, rơm rạ thường được đốt vào buổi tối. Vì vậy, các chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn PM2.5 bắt đầu tăng từ khoảng 18 giờ và đạt giá trị cực đại vào 20 đến 22 giờ hàng ngày. Người dân nên giảm các hoạt động ngoài trời vào buổi tối.
mới đây tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Tổng cục Thủy lợi và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường về công tác phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm công trình thủy lợi, xả nước thải trái phép vào công trình thủy lợi. Theo kết quả khảo sát, quan trắc chất lượng nước các năm 2019-2020 tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải cho thấy ô nhiễm nghiêm trọng xảy ra tại các vị trí nguồn thải công nghiệp và khu dân cư tập trung. Hầu hết các chỉ tiêu ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép, chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tại các hệ thống công trình thủy lợi khác như Bắc Đuống, Bắc Hà Nam, Dầu Tiếng, Ngàn Trươi, tình hình ô nhiễm chưa bằng Bắc Hưng Hải nhưng cũng cần được kiểm soát và giám sát chặt chẽ. Việc bảo vệ chất lượng nước tại các công trình thủy lợi đang đối mặt với nhiều thách thức do tác động từ chuyển đổi mô hình sản xuất, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa rất nhanh, trong khi các địa phương chưa đủ nguồn lực xử lý chất thải, ý thức chấp hành pháp luật thủy lợi chưa cao. Việc ký kết giữa Tổng cục Thủy lợi với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường được kỳ vọng sẽ tăng cường hiệu quả của công tác đấu tranh với hành vi xả thải trái phép ra công trình thủy lợi thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, việc đưa điện lưới ra đồng để phục vụ sản xuất là nhu cầu thiết yếu của người dân vùng chuyển đổi cây cảnh ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, với kiểu đường dây tạm bợ như hiện nay đang ẩn chứa nhiều tiềm ẩn nguy hiểm với chính những người sử dụng nó. Trên các cánh đồng trồng cây cảnh ở Văn Giang có rất nhiều đường dây điện chằng chịt. Đáng nói là hầu hết các đường dây và cột đỡ này đều do người dân tự làm theo kiểu tạm bợ. Theo người dân cho biết, để chủ động cho việc tưới cây hàng ngày bằng nước giếng khoan, nên việc kéo dây điện ra ruộng gần như là bắt buộc. Hơn nữa, vào dịp thu hoạch còn phải thắp sáng để trông coi. Thực tế trên cho thấy, việc đầu tư đường điện ra ruộng canh tác để phục vụ sản xuất là hết sức cần thiết. Ngành điện cũng cần có quy định cụ thể đảm bảo an toàn với các đường dây khi đấu nối đưa ra ngoài đồng. Bởi điện tiếp xúc với nước là rất nguy hiểm. Thực tế, những năm trước từng xảy ra vụ việc người dân bị điện giật dẫn đến tử vong. Để hạn chế gian lận thi cử, năm nay Bộ Giáo dục Đào tạo dự kiến sẽ cử khoảng 6.000 cán bộ giảng viên đại học tham gia công tác thanh tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây không phải là lần đầu tiên giảng viên đại học tham gia đảm nhận nhiệm vụ này. Tuy nhiên, việc huy động lực lượng này làm nhiệm vụ thanh tra được thực hiện như thế nào để đảm bảo hiệu quả thực chất, tránh hình thức là vấn đề được dư luận quan tâm. Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 mà Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành, thì điểm khác biệt lớn là năm nay sẽ không huy động cán bộ, giảng viên trường đại học tham gia coi thi, chấm thi, mà lực lượng này sẽ có mặt trong các đoàn thanh tra ở tất cả các khâu của kỳ thi. Để việc thanh tra đảm bảo hiệu quả thì yếu tố con người là hết sức quan trọng. Làm thế nào đó để phải lựa chọn được những cán bộ mà ở các trường đại học vừa phải có cái kinh nghiệm, có cái đạo đức tốt và phải được tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ rất là chuyên sâu để có thể là hỗ trợ địa phương về cái công tác phòng ngừa là nhiều hơn chứ không phải là chỉ là đi mà xử lý hoặc là chỉ ra những cái lỗi sai. Theo các chuyên gia, việc để thanh tra cắm chốt làm việc tại một điểm thi trong toàn bộ thời gian kỳ thi diễn ra để địa phương chi trả kinh phí ăn nghỉ cho các đoàn cán bộ giảng viên đại học về làm nhiệm vụ có thể dẫn đến sự khó xử và tâm lý nể nang của lực lượng này đối với địa phương trong quá trình làm việc. Để cho thanh tra làm việc được một cách nó hiệu quả cũng như là theo đúng với những cái yêu cầu đề ra thì tôi nghĩ hệ thống thanh tra phải làm việc một cách độc lập, không bị phụ thuộc bất kỳ vào cái ảnh hưởng nào, nhất là ảnh hưởng của các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong 6.000 giảng viên được huy động, một số sẽ tham gia các đoàn thanh tra kiểm tra của địa phương, một số sẽ tham gia các đoàn thanh tra kiểm tra của bộ. Đối với các khâu coi thi và chấm thi, công tác tập huấn sẽ được làm kỹ càng hơn những năm trước. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các sở tổ chức tập huấn rất là kỹ, các trường tổ chức qua các vòng. Đối với các cơ sở giáo dục đại học thì các cán bộ giảng viên sẽ được học tập, nghiên cứu các quy chế thi, các cái tài liệu về thi tại cơ sở giáo dục đại học. Sau đó khi về các địa phương thì các cái sở sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn rất là kỹ cho các cái cán bộ giảng viên theo cái tài liệu do bộ chỉ đạo. Ngoài lực lượng thanh tra của bộ, sẽ có cả thanh tra tỉnh và thanh tra sở. Vì thế, chức năng, nhiệm vụ của ba lực lượng thanh tra cần được quy định rõ ràng, tránh chồng lấn, kế hoạch cụ thể của các đoàn thanh tra phải thực chất và hiệu quả, tránh tình trạng đoàn chưa đến, cơ sở đã biết để chuẩn bị tiếp đón, hoặc chống rong cờ mở như cuối cùng chỉ là để cưỡi ngựa xem hoa. Hà Nam là tỉnh đồng bằng sông Hồng với địa thế nhiều sông hồ, nên trong thời điểm nắng nóng kéo dài đã xuất hiện nhiều bãi tắm tự phát. Do vậy, việc nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho người dân là vô cùng cần thiết. Từ đầu mùa hè đến nay, hồ Lam Hạ,
thành phố Phủ Lý bỗng biến thành hồ bơi tự phát. Rất đông người đã đến bơi lội vào mỗi buổi chiều, trong đó phần lớn là trẻ em từ 4 đến 15 tuổi. Các em đều được trang bị áo phao hoặc dùng phao tự chế như can nhựa, chai nhựa, bóng, hộp xốp. Cần phải sát sao hơn nữa. Hiện nay công tác là đảm bảo cho cái an ninh và an toàn cho con người rất là quan trọng. Trước mắt là chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhân dân là đi đến bơi, đã đến bơi rồi phải chuẩn bị phao đầy đủ cho người đến đấy bơi, đảm bảo cho an toàn. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, 6 tháng đầu năm nay đã có 12 cháu bé tử vong do đuối nước. Nguyên nhân là do trẻ hiếu động, thích nghịch nước hoặc do sự bất cẩn của gia đình. Tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương tăng cường hoạt động phòng chống đuối nước, nhất là dạy bơi tại cộng đồng và các trường tiểu học. Năm 2020 thì huyện Kim Bảng đã đầu tư và xây dựng một cái khu bể bơi của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kim Bảng. Đây là một cái điều kiện rất là tốt, là một cái sân chơi để cho các cháu phát triển các cái kỹ năng sống và đặc biệt là cái việc mà bơi phòng chống đuối nước. Những năm gần đây thì sự có sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy đảng chính quyền, đặc biệt là cái việc tập huấn giao cho đoàn thanh niên, ngành giáo dục, cái chương trình phòng chống đuối nước đã đưa vào cái chương trình giáo dục địa phương cho ngành giáo dục, và đoàn thanh niên thì tổ chức các cái buổi tập huấn nhân cái dịp mùa hè. Cùng với việc mở các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước, các địa phương trong tỉnh Hà Nam cũng tăng cường kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn để có những cảnh báo kịp thời tới cộng đồng dân cư nhằm giảm thiểu các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Thành phố Hà Nội có 7 con sông chảy qua địa bàn. Những năm gần đây, do nhiều nguyên nhân mà tình trạng sạt lở kè, bờ, bãi sông đã và đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại một số đoạn tuyến trên sông Hồng, sông Đà, sông Đáy và sông Bùi. Với tốc độ sạt lở nhanh chóng cùng với diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu, thì sự an toàn cho các công trình đê điều đang là vấn đề được đặt ra, nhất là khi mùa mưa lũ đã đến cận kề. Đây là tuyến kè dài hơn 1 km, nằm trên địa phận hai xã Vân Phúc và Xuân Đình, huyện Phúc Thọ. Theo đại diện chính quyền địa phương, thì tuyến kè này có bề rộng từ chân tới mái kè là 7 mét. Tuy nhiên đến nay cả tuyến kè dài đang dần biến mất từng ngày do sạt lở. Tính từ là đất nông nghiệp nhân dân ở Xuân Xuân này chạy ra đến vỡ nước là nó mặt rộng của cái đường đá kè đá khoảng 6-7 mét. Đến bây giờ là đâu hầu như lở hết rồi. Đấy đoạn này, trực tiếp là cái đoạn này là lở hết rồi. Tuyến kè Vân Phúc được nhà nước đầu tư xây dựng vào năm 2013 với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, do biến đổi dòng chảy và nạn cát tặc lộng hành từ nhiều năm cho đến nay đã khiến toàn bộ tuyến kè đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Cứ chập tối, gọi là cứ về tối mới lại sáng rồi 5 rưỡi tôi ở nhà tôi đi ra nghỉ sông là bắt đầu thấy một dải thuyền hút cát ở cái khu tư dưới chỗ đằng cái gọi là thứ bảy của xuôi. Gọi là những tàu cứ dải, vài cái tàu nó dải như đêm cũng thế. Còn đây là một trong 5 vị trí sạt lở nguy hiểm thuộc bờ sông Đáy và sông Bùi mới được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban bố tình trạng khẩn cấp. Hiện nay, nhiều vị trí sạt sún đã chớm đến mặt đê. Nếu mùa mưa lũ năm nay lặp lại hoặc cao hơn đỉnh lũ của năm 2019, thì nguy cơ tràn và vỡ đê tại đây là rất có thể xảy ra. Trên khu vực xóm 8, xóm 9 có khoảng 50 hộ dân. Đấy là hàng năm là nước to là nước có tràn vào trong là các cái hộ dân ở, rất nguy hiểm. Để ứng phó, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã chỉ định thầu một số đơn vị tiến hành nghiên cứu lập phương án thiết kế thi công xử lý sự cố trên tuyến sông Đáy, sông Bùi. Trước đó, điểm sạt lở gây tràn đê tại xã Thái Bình đã được khắc phục. Khu vực sông Bùi sông Tích ý, thì trước đây đã xảy ra cái hiện tượng là lũ ngập úng. Trong năm nay khi mà có lưu lượng mưa xảy ra năm ngoái thì chắc chắn là sẽ không bị ngập úng. Và các tuyến sông đó, các tuyến đê đó đã được đầu tư nâng cấp và nâng cao trình. Qua kiểm tra và theo dõi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng xác định còn 4 điểm đê kè cấm tại các huyện Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Phúc Thọ, Sóc Sơn và 12 vị trí đê xung yếu cần lập phương án bảo vệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại một số điểm xung yếu nói trên vẫn còn tình trạng khai thác cát trái phép mà chưa được các lực lượng chức năng ra quân ngăn chặn.
Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa truy bắt 6 đối tượng là đại lý cấp 2 có doanh thu lớn của đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra đã đồng loạt thi hành lệnh bắt khám xét đối với 6 đối tượng là đại lý cấp 2 của hệ thống game bài RigVip, Tip Club tại các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Đây là những đối tượng đại lý cấp 2 có doanh thu lớn trong tổng số 6.000 đại lý cấp 2 của hệ thống game bài đã bị triệt phá từ năm 2017. Tổng giao dịch của 6 đại lý vừa bị bắt giữ là 700 tỷ đồng. Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án này, Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt phá khởi tố 105 bị can. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.